Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngân Đen. Hôm nay Ngân Đen xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo chân Ngân đi tiêm phủ mũi 3 vaccine COVID-19. Và bây giờ thì Ngân đang thì xếp hàng ở ngoài cổng các bạn ạ. Và bây giờ vào sân thì có những hình ảnh rất là đẹp. Đây là hai chiến sĩ công an nhân dân đang thì giúp đỡ một người tàn tật vào tiêm các bạn ạ. Đấy, hình ảnh thật là tuyệt vời, đáng khen ngợi với hai đồng chí chiến sĩ công an nhân dân này. Vâng, và còn những hình ảnh nữa rất là đẹp, các bác cựu chiến binh phường Mạo Khê thì các bác công tác phòng chống dịch ở phường, và hôm nay thì tiêm chủng thì các bác ấy đang thì kê ghế và hướng dẫn bà con vào phòng tiêm các bạn ạ. Những hình ảnh rất là đẹp. Đây, ở đây thì đây bà con nhân dân đến được các bác cựu chiến binh xếp ghế sẵn này. Vâng, đây là hình ảnh đẹp ở điểm tiêm phòng COVID-19 tại trường Mạo Khê 2. Vâng, đây là cổng vào các bạn ạ. Ở đây thì tiêm phòng vào chỉ đủ lượng tiêm vào từ từ các bạn ạ. Đấy, vào đến đây là ngồi ghế, cái khoảng ghế giữa là ở bên phải thì đã vào tiêm. Còn từ cái hàng tiếp theo đổ về đằng bên trái thì là đang thì đợi vào. Còn đoàn vào sau thì lại vào phía bên phải ngồi đợi. Đây là hình ảnh cuối giờ các bạn ạ. 2 giờ chiều Ngân đi tiêm nhưng mà mãi hơn 5 giờ mới ra. Vâng, và đây là kết quả tiêm mũi 3 phòng chống COVID-19 ở phường Mạo Khê. Ngân Đen xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.